Mỗi vùng đất ta đi qua đều để lại ấn tượng về những đặc sản mang hương vị riêng. Và hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá Thủy Nguyên qua một đặc sản ô cốp. Để đánh giá được sản phẩm ô cốp thì bao gồm rất là nhiều tiêu chí, trong đó thì có thể kể đến như là ví dụ như các tiêu chí về các cái chỉ tiêu phân tích về chất lượng của sản phẩm, thứ hai là mẫu mã bao bì sản phẩm, thứ ba là câu chuyện sản phẩm và các cái chỉ tiêu tiêu chí nằm trong các cái bộ quy chuẩn mà sản phẩm tuân thủ như là các cái quy chuẩn ISO. Sản phẩm ô cốp đầu tiên của huyện Thủy Nguyên đấy là cái rượu đất cảng, sản phẩm rượu đất cảng ở thôn Hưng Lương, xã Lưu Kỳ. Mình là cái sản phẩm vừa là sản phẩm rượu nhưng cũng đồng thời là cái sản phẩm ô cốp đầu tiên của huyện Thủy Nguyên. Nó có những cái đặc trưng rất là riêng của một cái sản phẩm rượu thủ công truyền thống. Nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng, từ nguyên liệu như gạo này, đỗ xanh này, dừa này hay men đều được có cái giấy chứng nhận cơ sở vệ sinh an toàn thực phẩm. Ở trong núi Liên Khê là một cái mạch nước ngầm mà rất là quý. Bên mình cũng đã lấy cái nguồn nước này mang đi phân tích. Thì đặc biệt là có cái hàm lượng khoáng rất là cao, cung cấp cho cái dưỡng chất cơ thể đấy, đảm bảo bằng nguồn nước sạch an toàn, không có kim loại nặng, không có những cái yếu tố chất độc hại khác. Mình bây giờ thì đã cải tiến rất là nhiều so với trước đây. Từ trước đây thì các cụ nhà ta nấu rượu truyền thống ấy thì dùng cái nhiên liệu là củi rồi than, thường là cái nhiệt lượng để nấu nó không đều nên là rượu rất hay bị gặp sự cố. Cái thời điểm mà những cái tháng cuối năm nó mát nó lại, rượu rất là ổn định. Nhưng nếu như cái tháng mùa hè thì thường hay bị hỏng, bị chua, bị khê, vừa là do cái thời tiết mà hai là vừa do cái quá trình mình nấu, trong cái quy trình mình nấu. Nhưng hiện nay bọn mình nấu bằng nồi điện, hoàn toàn là chủ động trong cái quy trình nấu. Cái công thức cụ thể rõ ràng thì mình sẽ đảm bảo được cái chất lượng, nó không xảy ra cái sự cố trong các cái mẻ rượu dẫn đến cái chất lượng giữa các cái lô của mình rất đồng đều. Trước đây thì toàn bộ là tự nhiên, nhưng hiện nay bên mình dùng men thì cũng dùng trong phòng điều hòa thì cái chất lượng men nó rất là tốt, nó đảm bảo được cái con men sống cũng như là cái chất lượng men. Về mặt nguyên liệu thì bây giờ bên mình cũng đã thay đổi rất là nhiều. Ví dụ như là trước đây thì đơn thuần các cụ cũng chỉ nấu gạo với lại men để thành một cái hỗn hợp cơm sôi, sau đó cho vào đồ. Nhưng mà hiện nay thì bên mình đã sử dụng thêm những cái nguyên liệu mới, thì ngoài cái gạo thì bên mình có thể sử dụng thêm cả cái đỗ xanh, nguyên liệu mà mọi người sử dụng giống như một cái phương thuốc bồi bổ cơ thể. Thì chính vì vậy là bên mình đưa cái đỗ xanh vào đồ cùng với gạo nếp để thành một cái hỗn hợp sôi, sau đó đưa vào chưng cất. Thì sau này cái rượu nó ra nó có cái vị thanh, vị mềm và có cái mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhẹ của đỗ xanh, tạo nên một cái hương liệu, một cái hương vị và cái chất liệu rất là riêng. Rượu trắng thì bên mình có hai cái dòng sản phẩm rượu trắng chính. Một là cái dòng rượu gạo thông thường và cái thứ hai là rượu có cái hương dừa. Thì rượu hương dừa thì bên mình có hai cách làm. Đây là đại đặc trưng của một cách. Thứ nhất là mình dùng cái rượu ngâm với lại cái cùi dừa già đấy để tạo cái mùi hương một cách rất tự nhiên. Khi bên mình ngâm trực tiếp vào dừa này thì nó có những cái váng dầu dừa nổi lên này. Một thời gian theo đúng quy trình ấy thì bên mình là công nhân họ sẽ vớt sạch những cái váng này đi, và bên mình có một thời gian ủ khoảng 3 năm. Bên mình chỉ ngâm với cái cùi dừa trong vòng 1 năm thôi. Sau 1 năm đó bên mình sẽ bơm cái rượu này ra để ủ vào cái hang riêng trong vòng khoảng 2 năm nữa. Thì trong quá trình đấy là những cái tinh thể dầu dừa ấy nó tiếp tục nổi lên và bên mình tiếp tục vớt. Sau khi 3 năm mình ủ như vậy thì cái rượu của mình nó không còn những cái váng dầu dừa nữa, nhưng nó vẫn giữ lại được cái hương dừa rất tự nhiên. Thì uống có một cái cảm nhận là một cái sự thơm thoang thoảng. Thì đây bên mình gọi là rượu bán thành phẩm. Mình sẽ ủ ở trong hệ thống chum như thế này. Ở đây mình có khoảng 1.000 cái chum ủ bán thành phẩm. Mình ủ ở đây sau đó là bên mình được 6 tháng thì sẽ dùng bơm vào tép, và tép sẽ chuyển vào trong hang núi đá. Trong hang núi đá bên mình cũng có khoảng 100 cái chum như này, và cứ bơm vào trong các chum ủ lên khoảng 2 năm nữa. Thì 2 năm là bên mình sẽ lấy về, và sau khi bơm từ trong hang ra thì cũng lại một khoa công nghệ chuyển tép. Và về đây mình sẽ đưa vào hệ thống lọc thô. Lúc đấy là toàn bộ cấn bẩn, những cái cặn, những cái dầu váng mình sẽ lọc lại một lần nữa thì sẽ ra một cái rượu rất tinh khiết. Lúc đấy mình sẽ tiến hành đóng chai, đóng can theo cái nhu cầu khách hàng và xuất ra ngoài thị trường. Với quy trình chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và công thức gia truyền riêng, năm 2020, rượu đất cảng ghi tên mình trong danh sách các sản phẩm ô cốp Hải Phòng, khẳng định vị thế trong thị trường Việt Nam, sản xuất 70-80.000 lít rượu trên năm, tiêu thụ 60-9.000 lít rượu cho hơn 15 tỉnh thành trong nước và xuất khẩu sang nước bạn Lào. Giữa rất nhiều loại rượu dịp Tết Nguyên đán, thì rượu đất cảng vẫn có những nét riêng. Đảm bảo sức khỏe, hương vị rượu truyền thống sẽ là lựa chọn hàng đầu của mọi người trong văn hóa thưởng rượu lành mạnh. Hy vọng hành trình hôm nay sẽ đem đến cho mọi người trải nghiệm thú vị về một trong những đặc sản của huyện Thủy Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại!